con tin, có con tin. Bạn đang ở đâu đấy? Bạn đang ở đâu đấy? Trên đường, đi sang Cadillac. Sang Cadillac làm gì? Chuyển đồ một tí. Ơi giời, bạn rảnh không? Ờ. Tôi nhờ tí, tôi nhờ tí bạn chạy ra cái chỗ gần tòa thị chính lấy đồ hộ tôi được không? Thị chính á? Tòa thị chính là chỗ nào ta? Cái chỗ ngay trước cửa tòa thị chính luôn. Nhanh không? Nhanh không? Nhanh mà, tí rồi. Một tí, đợi một tí nhá. Ê này, đi 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 à. Ra đón Giang, đón Giang. Giang ở đâu ấy? Giang ơi, Giang, Giang ở đâu đang... ấy? Phát này. Em đang công chuyện ra một, đợi chút. Này, này, anh vừa gọi bà Trang Miu nhờ bà đi lấy hộ đồ ấy. Xong tí nữa bà đứng đấy mình chạy ra mình bắt bà được không? Được rồi này. Có phải hỏi ý kiến bà trước không? Sao bà ấy bất ngờ quá, sốc không? Cái gì? Mất. Không, kệ bà ấy đi, Đi bà tí nó sợ, đi bà. Nhưng mà các anh ơi, em phải đi trông con thì vãi lộn. Chưa. Tùng nó khóc. Rồi ngã. Vào luôn. Đừng im đi, xuống xe đây. Kìa. Xuống xe đi em gái. Kìa đây cả. Xuống xe, nhanh, giơ tay lên. Cái gì vậy? Giơ tay lên, lên xe, nhanh lên. Nó cho bạn đã hiểu, dễ hiểu là bạn đã bị cướp. Lên xe nhanh nhách. Lên xe, đi lên xe, bước lên xe. Từ từ anh ơi. Tí nữa, bọn tôi mang xe về cho. Lên xe đi. Lên xe. Nhanh lên. Bước lên xe. Bước đều. Lên xe. Tôi nhớ cốc. Rồi, được rồi. Ra ngồi cốc đây có được không? Vào đây. Mình đã thấy, ngửi thấy mùi rồi. Vô. Ngồi mình nhá. Nhưng mà có cái gì? Cái xe. Tí nữa quay lại lấy. Mất thì sao? Mất thì tí nữa cho tiền lấy lại. Mua cho hẳn cái mới. Theo mặt nạ nó nhận ra ai chứ. Đây. Anh cơ bơi cho em đeo mặt nạ cùng có được không? Nhầm, mặt nạ em đẹp lắm. Không được. Nhưng mà mặt nạ em đẹp lắm, có xem không? Đâu đeo vào sao nào? Đẹp tuyệt trần luôn. Trời ơi. Thảo. Ôi đẹp mà, thôi cứ cầm để thấy có được không? Cướp bây giờ. Giơ tay lên. Vẫn phải giơ tay lên. Cái bọn... À nhầm, không phải cái... Mấy cái anh cướp phải cay tên à? Sao lại cay cái gì? Ăn đó cay đó. Giờ này là cái giờ đi chơi trung thu, không đi chơi lang thang ngoài đường một mình. Ngủ quá anh ơi, em có thằng em trai ruột. Làm tôi sao? Hẹn em ra đấy lấy đồ. Em đứng ở đấy em chờ lấy đồ cho nó. Lấy đồ thì sao không đứng im chỗ lấy đồ và lại lượn đạp xe đạp ở đấy, người ta cướp là đúng rồi. Bây giờ đi xe đạp thì chẳng lượn. Bây giờ đi xe đạp đứng yên làm sao? Đứng im một chỗ thì có chết ai đâu. Mình là người chơi hệ BMX mà. BMX thế thì bị bắt là đúng rồi. À, cay thế. Ngồi im trên xe nhá. Anh có được liên lạc với thằng em được không? Không. Liên lạc với nó không gì, thằng đấy sắp bị bắt rồi. Ôi em Quang ơi, là em Quang. Sao bị cướp mà vui thế? Ôi im đi. Mà anh đang khóc mà. Im lặng đi. Giữ trật tự đi. Hát một bài được không ạ? Rồi xuống địa điểm tiếp theo. Đấy. Đưa đơn giản trước nha. Trên kia cũng chưa xong á. 120. Em check xem bên kia xong chưa Giang ơi. Xe đắp đường chạy cái đi. Chưa này. Đây, tí nữa mình cướp cái tạp hóa bên trái này. Em hát một bài. Xe đắp đường chạy cái luôn. Chờ tí, đây đến đây rồi hát. Đường chạy đi thì đường chạy thì nó ở trong đầu rồi, không cần phải set up, hiểu không? Đấy, tí nữa là sẽ uy hiếp cảnh sát các thứ, xong rồi mình sẽ có đường mình thoát ra ngoài. Thoát ra ngoài lúc ấy là chạy freestyle thôi, xuống đi Giang ơi. Xuống đi em xuống xe đi. Đi vào trong bên trong tập hóa đi. Có phải giơ tay nữa không? Anh mỏi quá. Có, giơ tay lên. Có. Giơ kiểu gì được? Giơ kiểu gì được? Đỡ hộ em cái tay được không? Mỏi quá. Đây, vào đây, có cái tủ kem này. Anh xong tí, mỗi anh cho em một cái lồng đèn được không? Được. Ê, sao nó cứ hạ tay xuống ta? Anh làm sao? Rồi. Alo. Ăn chơi đi, ăn bánh bông, uống nước đi. Kem đi. Ha 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 ha.
đang ghép lockpick, đang ghép lockpick. Khống chế con tin đi để nó ghép lockpick. Tên kia chưa xong nha. Alo, cú đây. Bây giờ đi cướp phải chờ nữa. Trời, bên kia không có ai trực luôn. Em phải gọi nhau bằng biệt danh chứ. Quên nhỉ. Cái gì? biệt danh là Giang mà. Anh biệt danh đó là Giang. Anh Mặt Hề ơi. Ấy có thằng biệt danh là thằng này là lợn, thằng này là chó. Mặt Hề ơi. Đúng rồi. Tôi là Hề. Mặt Hề ơi. Sao? Em đói quá, anh cho em ít tiền mua bánh vòng được không? Thằng nào có tiền không? Cho con tin ít đồ ăn đi. Giờ mình đi cướp hay mình đi làm từ thiện nhỉ? Thì bây giờ mẹ tí nữa con tin ngất ở đây thì lấy được một con tin nữa. Chơi được. Khống chế nhá, khống chế con tin nhá. Thề cho người em còn có. Khống chế con tin nhá. Rồi khống chế mà. Bắt giơ tay lên đi. Em được uống nước xong ngất rồi. Uống đầy đủ đi. Uống làm sao giơ tay? Sao lại không đủ cảnh sát, Giang ơi? Đánh đi. Đừng im đấy. Đáng uống nước, đừng im nè. Chết rồi. Uống ít thôi không? Tí nữa xe chạy nhanh đái ra quần đấy. Không phải lo, em đi tè bây giờ. Em uống xong rồi. Hỏi có tin em là có buồn đái không cho đi tè đi. Anh đợi tí, em đếm lại cái này. Ok. Bánh gì nhỉ? Sandwich nhá. Sandwich, 5 cái sandwich, 5 cái bánh vòng nhá. Với cả 5 lon coca. Anh. Trời ơi, sao lại mặc bình lẫn? Con tin này tốn thế. Chiều con tin đi, không tí nữa. Ăn gì 5 cái sandwich, 5 cái coca nữa. Trời ơi, em bị phun lão. Chết rồi. Rồi đấy, lại phải cho não nữa chứ. Lại phải cho điếu nữa. Cho điếu cho đi. Ôi ôi, con tin thì tốn quá. Thằng nào có điếu cho đi. Đây, đứng yên. Lắc lão. Tao chỉ có một điếu thôi. Giơ tay lên để nút cho. Giơ tay lên. Từ. Anh vội thế, sao anh cuống thế, anh cung thế. Cuống cái gì? Mới, thằng này mới. Mới à. Này chưa tắm với nhau, hôi quá. Tuyền trả như tuyền này cũng bị hôi nách thôi. Đây một điếu ở đây, hút đi. Nút được mồm rồi đó, để châm lửa ra này. Không đủ em ơi. Từ từ cái này, em đang đếm lại. Đâu. Mấy người em đổi sao biển các anh. Cho chị em một tí đi. Không. Bên này chơi cá chép không, chơi sao biển. Có sao biển không? Có sao biển, nhưng mà để ở nhà rồi, về nhà lấy được không? Thế thì làm sao cướp được? Làm mà cướp được. Sao biển bán bao nhiêu tiền một cái? Bây giờ em cho mỗi anh, à thôi các anh mua ủng hộ em đi sao biển 500 đô 3 con. em còn 6 con ở đây này. Các anh đã bị bắt. Cho 6 con này. Đấy, để im giữ im nhá. Không, anh chuyển tiền trước cho em đã, không được. Đấy rồi, xong rồi tôi chuyển tiền cho, uy tín. Không, uy tín. Đừng im đây. Ok à. Chuyển tiền trước đi. Tôi yêu cầu chị đừng im nhá. Bọn tôi có thể cướp được luôn đấy, chứ không phải là mua đâu. Đừng im đây. Ấy da. Tiện có kim loại bí ẩn anh có mua kinh không? Kinh nhờ, lại còn có cả vé VIP đi xem show ấy. À thì có người cho anh, có người tặng. Kim loại anh bí ẩn. Thôi không lấy. Xem nào, xem tên nào. Trang Miu à, 14 4 tháng 12 1992 à? Không. Ấy anh nhầm rồi, đấy là. Đấy là ấy thôi, đấy là năm sinh giả thôi. Em sinh năm 2K. Nói đi lợn này. Chó uy hiếp hộ cái mỏi tay quá. Trả tiền sao biển nhá. Rồi. Chó trả tận 1.000. Thì là 6 con trả 1.000. 3 con 500, 6 con trả 1.000 còn gì. Tận 1.000 còn gì. Thế trả lại 500 đây. Không, ý là em nghĩ là anh cũng phải. Anh uy hiếp em này, em sợ thì anh cũng phải trả thêm chứ. Đây. Lúc là con tin nó bào hết á. Con tin bào không còn cái gì trên người luôn đấy. Ờ, tao sắp hết đồ nữa, còn gì đâu. Thu điện thoại chưa? Quên, thôi. Nhưng mà không được dùng điện thoại. Ủa ai vậy? Thằng này vào đây luôn. Vào luôn. Em xin. Thôi, đi. Thế thì đi, nhanh không nói. Đi. Này, đi cướp xong mày còn gọi ship cái đéo gì đấy hả Tú? Bún bảo là ship bộ sửa chữa. Trời ơi, đi cướp nó còn ship cả đồ nữa. Đầu mẹ, tao tưởng là mày mua bún nữa cơ.
không hiểu luôn á. Rồi cái tay em cơm nó nhưng bị... mà không quên làm thêm ạ. À. Thế. Anh cái tay em nó bị làm sao á? Nó cứ bị hạ xuống á, mỏi rồi, quá. Rồi. Cứ đứng im ở trong đấy là được. Không di chuyển ra ngoài cái cửa này là được, không cần phải giơ tay đâu. Giơ tay cho nó đúng kiểu chứ. Đông khách quá. Đang đi cướp mà có khách gọi xịt đồ ạ. Không mấy anh ơi mình. Ôi đủ. Làm đâu đây. Đang cậy. Anh này đeo khẩu trang trong đấy. Chị gái ơi, yêu cầu chị đứng ra ngoài quỳ xuống. Một tôi đang cướp quỳ rồi. Nữa. Ừ. Quỳ nhanh lên. Đâu ạ? Đang lục nhá. Ơi, bắt phụ nữ quỳ xuống bao giờ đây, không? Đây có cái thảm này, đấy quỳ đó cho đỡ đau. Ơ bắt phụ nữ quỳ luôn hả? Không thì bảo nằm ra, không còn bảo nằm ra cũng được. Cần níu. Anh vừa cửa đọc két nhá. Bắt đầu không? Rồi. À nhỉ. Ok. Nhưng mà quỳ là gì ạ? Được. Mở mấy cái đây. Két cho mày không thấy có cái e ngơi. Phải mở bên trong nữa ấy. Giang ơi, cái ngoài được rồi, bây giờ phải mở cái trong nữa à? Hai máy ngoài luôn, máy ngoài hai cái. Hai cái trong không có gì hết. Đây, cái máy này nữa. Xong rồi vô cái két bên trong luôn. Đợi cảnh sát tới nha. Sát tới nha. Rồi, đang lục két này nha. Ok. Cảnh sát đây rồi. Thằng nào uy hiếp đây. Anh cảnh sát ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Cảnh sát ơi. Tại sao mà cầm lồng đèn đi cướp vậy? Lý do gì? Cái két trong phải dặn đúng đó nha. Ok. Nhưng mà trời bất hạnh. Người không gian tham trộm cắp là người yêu chuộng công bình, tôn trọng của cả kẻ khác như của mình. F phải, ship F trái. Đầu hàng đi thì được quan học mà. Đầu hàng đi được quan học mà. Cướp lỡ. Đã con tin được quan học. Giang ơi, cái này mới quá, đủ mà. Nghe tiếng đi anh, dặn nhanh xong nghe tiếng là được. Ê mọi người, luôn luôn giữ không gian tin nha. Anh dặn nhanh, anh dặn nhanh xem chỗ nào mà nghe khác á, dừng lại, là tự động mở à. Giang ơi, đéo thấy khác cái gì cả. Quên đóng cửa cũng chặt lại. Ngày xưa bên Trung Hoa, thời chưa tiêu chưa cung, thái bình thịnh trị, người ta ngủ cũng chẳng cần đóng cửa. Mẹ có cái tiếng đéo gì tao đéo nghe được, có cái tiếng gì nó nói ấy. Bài học đạo lý đấy, bài học đạo lý đấy. Trời ơi, tôi còn lạ gì con tin này nữa, con tin này còn gì lắm, người thả con tin đi. Sao rồi? Đang mở. Cậu già, không chế nha, không chế. Vâng. Mở được một cái rồi. Trời ơi, công tin thế kia mà các anh cũng bắt được, tôi cũng không hiểu luôn á. Ở bên trong có dặn được không? Cho nên tôi vô kia tôi dặn giùm cho. Trong có dặn được không vậy? Lâu quá. Hai con tin ra đi con chó ơi. Hai cái rồi. Sao cái nữa? Trong kia dặn lâu quá vậy, để tôi dặn cho nhanh nè, cái anh lâu quá. Anh mới đầu nghề à. Bây giờ các anh nè, các anh thả con tin gì, tôi vô tôi tặng giùm cho. Ba cái rồi. Tỏ máy đi. Tôi dặn cho.
chưa vậy? Bình thường với cái vê đấm này là phải vê nhanh lắm chứ anh vê chậm vậy. Trời ơi, hỏi sao mà thả con tin đi đi. Con cứ lệ ra nên ngủ ta. Cái địt. Bà là tao đang bị ngủ quên. Trời ơi, thả con tin đi. Cướp này sẽ dùng con tin xử lý anh. 5 cái rồi. Cố lên anh, cố lên anh. Mẹ có nhiều cái khó vãi. Cố lên anh. Trời ơi. Còn giải quyết gì nữa, giờ chúng tôi đang đợi anh đó, các anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Các anh đã chuẩn bị chưa? 19-20 à? Bé tí thôi về để giải quyết xong. Anh nhanh nhanh á, cái tiếng nó hay đổi nhanh lắm. Xong rồi. Chị ơi, chị coi mấy tên cướp vậy, chị có xứng đáng làm con tin không? Chị ra đây đi. Có chuyện thăng nữa, mẹ mày, cái tiếng một cái cuối cùng. Cố lên này. Này, giống như người ta xuống đồ cốp xe mày vậy, anh xó ơi. Bởi vì ta thấy người ta xuống đồ cốp ấy. Đây, đem chết kìa. Anh đi, xe đi. Xong rồi này, hết rồi này. Xong rồi. Xong rồi. Có gì không? Về chưa vậy, về xong chưa vậy. Đang về. Chuẩn bị này. Anh ngủ quên, hôm nay em ngủ gật đó. Ao. Các anh tránh xa ra, bọn tôi đi nhờ. Bọn tôi di chuyển đi. Tất cả các xe cảnh sát, tôi đề nghị tất cả các xe cảnh sát di chuyển sang khu đường bên tay phải giúp tôi. Tôi yêu cầu các anh di chuyển hết sang khu vực đường bên tay phải đi. Lùi từ từ nha, nổ cây xăng bây giờ. Giơ tay lên, con tin ơi. Cứu mẹ. Cứu mẹ ơi. Con người không khí cuối cùng lên sao nha. Con tin đây rồi, muốn chạy đâu chạy. Đừng im, con tin đừng im. Di chuyển ra chỗ khu vực cảnh sát. Di chuyển. Anh heo ơi, chạy lên heo ơi. Lên. Có một người tên Phát nha, bé ngoan nè, về nè, về với anh nè bé. Ai lấy chim đấy, ai vừa hộ em đấy. Phát tài, phát lộc, thì mà phát nhiều thứ, sợ cái gì em? Lại luôn á. Điện mạnh. Này, cướp được 15 cuộn tiền bẩn, với lại được khoảng 2.000 tiền mặt. Đi thế. Lời quá. Đéo hiểu. Không, xui á, chưa có thẻ. Đéo đâu một cái thẻ gì cả. Mình hên thì mới có thẻ được. Lên Tú ơi, bây giờ là đến phần em rồi đấy. Máy sẵn nhiều lắm. Hay rồi. Đâm rồi. Hai xe đủ nữa nhá. Càng tết rồi, kiểu cảm giác đi cướp tạp hóa chạy càng hơn cả đi chạy. Nói chung là kiểu tội mình nặng ấy, mình đi chạy run vãi lòn. Còn Tú lái xe chắc là cũng rung. Không sao, được cả tin Tú. Hay quá Tú ơi. Tiếp này ủng hộ nhá.
tôi không? Gia Minh đã góp tiền mua mô hình 10.000 đồng. Xe 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 xe. Mẹ, mình tự cắt đuôi mình hả? Ủa, sao cái miệng nó đâm vậy? Lại thêm cảnh sát nữa rồi. Alo. Sửa xe không ạ? Tí nữa nha, mời tí nữa nha, tí nữa nha. Dạ, ok. Đồ má. Đây là chuyện đẹp. Còng số 8 siết tay anh. Em xin lỗi các anh cảnh sát, em bị dụ dỗ hạ mặt cười. Hay. Hay em ơi. Kéo thế nào mà ngờ được. Đúng rồi. Mất một xe nhá. Còn một. Hay em ơi. Địt con mẹ, thề được 2.000 tiền sạch với lại 15 cuộn tiền bẩn. Nhưng mà nó cậy mấy lần không giả anh hay là như nào? Không, địt mẹ, cái két, tí nữa tao cho mày mở két bên trong. Tí nữa mày đi cướp thử. Két okay. Bên trong nhá, nó có 8 cái khóa. Ủa, dùng lock pick à? Không, 8 lần à? Dùng lock pick 1 lần, nhưng mà phải vặn 8 lần. Từ 0 cho đến 100. Mày nghe tiếng, khi nào nó nghe tiếng cạch, nó thay đổi phát là chỗ đấy là chỗ mở được. À, vãi đái ạ. Thế nữa. Ừ. Mà phải mở hai cái máy tính ở ngoài. Mình đen rồi. Mở hai cái máy tính ở ngoài được mỗi máy được tức là tổng được khoảng, nói chung là tổng thiệt hại tổng mình được 15 cuộn tiền bẩn với lại khoảng bị mạng 2.000 tiền mặt. Rồi. Vãi lộn, nhưng mà chủ yếu là mình cái thẻ đó mình sẽ lấy cái thẻ đấy á. Kiếm được thẻ rồi. Xong rồi lên ngân hàng cướp, xong rồi được cái thẻ đen vô ngân hàng liên bang cướp ấy. Đó, cái thẻ. Một cái ngân hàng khoảng mấy trăm nghìn ấy. Cái thẻ sau này mình ấy cũng được. Chị à, khiếp, chị đi đâu đây? Em gọi không được. Thở đi à. Thằng kia nó đến nó không tìm thấy. Hẹn tao xong rồi tao bị... Bị làm sao cơ? Cướp 4 thằng đầu trâu mặt ngửa ra. Trời ơi, mẹ, cái thằng bán đồ cho em nó đến tận gara nó chửi em. Bảo là mẹ hẹn kiểu đeo gì tôi đến tôi đợi nửa tiếng, không thấy ai cả. Mày hẹn tao kiểu gì mà tao lại bị cướp hả quán? Thì bây giờ mày trả tao 1.000 đi, tao phải ra kho phương tiện lấy xe rồi đây này. Ờ kìa, em có biết đâu, bây giờ em hẹn chị lấy hộ em đồ thôi mà. Có chị... Biết, nhưng mà làm sao? Chị có đứng đúng chỗ em hẹn không? Đúng rồi, bây giờ nhá, bây giờ kiện mày đến thì là có 4 thằng đầu trâu mặt ngựa đến đón chị. Nhưng mà vấn đề là em hẹn chị ở 698 cơ mà, chị đứng ở đâu? Ê hệ tao ở 698 còn gì, tao đứng ở 698 còn gì nữa. Thế à? 698 nhưng mà chỗ đấy là có người, có quán ở đấy, quán gì ta? Có mấy bài bán nước ở đấy lúc mà. Lúc đấy hốt quá tao không nhớ được. Chờ bây giờ tao đi qua gara lấy 1.000 đấy. Thế đây để chuyển khoản cho nhá. Mất mẹ 2.000 ạ. Vừa cướp được xong đi còn mẹ cướp được 2.000 trả 1.000 lấy xe với lại cả. Hết mẹ tiền rồi. Cái lùng má, nhân viên em đang đi với cảnh sát anh ạ. Gọi được khác, gọi được khác. Alo, sao đây? Nhiều người mà mấy thằng cướp đấy ngu lắm Quang ạ. Sao lại ngồi ngu? Trên xe khi ngồi trên xe anh Huy Chọc bảo là mấy thằng cướp nó không đeo bao tay để tùm lum dấu vân tay lại. Ờ kìa, mẹ bọn này ngu thật. Nghiệp dư, bọn nghiệp dư vậy đấy. Còn bán được 6 cái sao biển cho bọn đấy nữa chứ. Thế nhá, có gì thì lâu rồi để em lấy đồ sau vậy. Được, tí em thử. Alo anh Quýt à? Vâng. Tôi theo lệnh của cảnh sát trưởng là mời anh về bên đồn cảnh sát để giải quyết một vài chuyện nhé. À vâng. Ok anh nhé. Anh tranh thủ cho tụi tôi nha. Ok sếp ơi. Có cần bỏ xe đi xe lốc bích về không? Địt con mẹ ta bị triệu tập lên đồn rồi này. Cái địt con. Thôi nhá, em vứt xe đi nhá. Không đi dọc đường. Đi về, sợ gì. Nhưng mà họ có dấu xe rồi mà, xe đỏ thứ. Có biển số xe luôn. Thế thì lốc bích xe về. Đi. Rồi bỏ đi không sao đâu.
À, cầm hộ ít tiền bẩn này. Ừ, để cốp đi. Dụng cụ phá khóa lưng cao này. Ờ, sếp Huy gọi tôi à? Sếp Huy gọi tôi là sếp Huy. Đúng rồi. Sao đây sếp Huy? Đánh vào đây. Có việc gì đây? Hôm nay thiếu người hay sao mà gọi tôi triệu tập tôi lên cần tôi phụ giúp à? Thành phố nhiều tội phạm. Vào đây bác Thanh ơi. Anh à. Ừ, em à, sao đấy? Em đang đi bộ cảnh vậy? Sát đón về thôi. Ừ, sao đây à, anh em? Thiếu cảnh sát quá, cần tôi hỗ trợ đúng không? Anh này bị cái gì đem xuống dưới giải quyết cho em, để anh giải quyết anh Dương Quýt này cái chắc kìa ơi. Hai này bị gì vậy? À, tôi đang có việc với anh đó mà. Ờ, đây, các anh nói đi. Từ từ đã cho hai người đi đi, vấn đề này nhạy cảm lắm, nói các biết đâu. Anh chuẩn bị các luật sư Nemo vào giảng luật. Thôi, chứ không biết làm gì khác nha. Giờ thả hai người này đi, được rồi. Có thấy chứng kiến là hai người này bước vô nhà không? Đi anh. Ok, là đúng. Lắc đầu rồi. Trời ơi, bẻ tay là no. Lắc đầu là không kìa. Rồi trời ơi, còn suy nghĩ nữa. Trời ơi, còn suy nghĩ. Bắt gì vậy mà còn suy nghĩ nữa. Không hiểu luôn. Chắc đang ghê dễ nhớ, Không nhờ, mấy ông squad này hay bắt người dân vô tội lắm. Hôm trước, thằng bạn tôi hóp kể đang ở cây xăng, có mấy ông cảnh sát ra còng tay. À, mấy ông squad ra còng tay bảo là có dấu hiệu phạm tội. Thế xong rồi không có lại thả ra. Em đang đi bộ đến đòi đón em thì em lên xe cho về. Bừa lắm nhá, bừa lắm đấy nhá. Là ai? Anh đang nói người tên là Hò Bè đó à? Đúng rồi, hôm trước bạn tôi nó kể ông, bảo là ông, nó đang đổ xăng xong rồi bị... Cái ông bị Hò Bè quá. Đó là phạm tội thì trong chứng rồi. Cho nên là cứ thích là bắt về thôi à. Tội đầu tiên là bóc lột sức lao động người khác. Ai xa. Thì đâu đi đổ xe mà còn mấy trăm ngàn không? Gọi em lên đây có việc gì đây? Trời ơi, em đang sửa xe, gara thì... đông khách lắm ấy. Thì chờ anh chờ tí không, đi không anh nghe. Nhờ ai làm việc phụ đi anh bây giờ ơi, bây giờ sếp bật vừa rồi là chúng sếp bật cái bảng dịch vụ lên xem gara em bây giờ có đúng một mình em là thợ sửa trong gara đấy em thề với sếp luôn rồi, từ trưa đến giờ tôi làm việc với anh xíu là tôi nói anh biết nè hồi nãy hiện vừa mới khi nãy là có một vụ cướp tạp hóa số mấy vậy ui cha 8 số 1 số 1 cướp tạp hóa số 1 số 1 ngay cây xăng vâng đấy vâng. Thì nó có liên quan gì đến em ạ? Có chứ, chúng tôi thu thập được một số vân tay ở trong tạp hóa đó thì... À, cái tạp hóa đấy là tạp hóa chỗ nào nhỉ sếp nhỉ? Tạp hóa ngay cây xăng ở gần Taco Shop á. 120. À, vâng rồi sao? Sếp nói tiếp đi. Đấy, thì chúng tôi có thu thập được 4 dấu vân tay trong đó mà đều là vân tay của anh. Vâng, đúng rồi. Rồi, anh giải thích không, đi. Không, đấy là vân tay của em thì chắc là đúng thật. Thì em không có gì để giải thích cả. Thế nhưng mà cái tạp hóa này thì là cái chỗ mà bọn em hay đến mua xăng nhất cho gara. Mua để ship cho khách. Với lại mua đồ ăn các thứ, nguyên liệu cho gara các thứ là đồ ăn cho cả công ty là bọn em đều mua ở đấy. Đấy là cái tạp hóa và quen thuộc đổ xăng. Báo cáo sếp. Thì là có dấu vân tay các thứ là chuyện đúng, bình thường. Đúng. Anh mua đồ ăn ở trong đó nhưng mà đâu có ý nghĩa gì mà cái vân tay của anh nằm ở trên cái núm két sắt đâu. Núm két sắt các sếp. Đúng rồi. Ui, tay sếp của anh ơi. Nó nằm ở trên cái núm két sắt mà. Sếp ơi, cái núm két sắt đấy thì bây giờ sếp bảo bây giờ bắt tất cả mọi người vào đấy, cái tạp hóa người ta để đấy, người ta bán hàng tự động take away. Thì đồ trong đấy bọn em kiểu vào bọn em kiểm tra, ví dụ như kiểu như là xem này, và trong đấy có bán gì không, hay là như nào thì bọn em vào kiểm tra thôi à. Chứ vân tay chắc là nó lưu lại từ lâu rồi. Cái gì? Tôi là rất là nghi ngờ anh á, nấm mà anh kiểm tra gì, anh về nấm cho đã rồi anh kêu kiểm tra là sao, không, đâu có được. Sếp lại nói thế, tội em lại thành tội phạm mất. Bây giờ đấy, cái tạp hóa đấy ấy, là tạp hóa mà bọn em hay đến để mua xăng nhất, với lại mua đồ ăn các thứ, là tất cả mọi thứ cho công ty là... Sếp biết bọn em tính mấy anh em là thợ sửa chữa mà. Là thấy mấy cái đồ là hỏng hóc các thứ hay là như nào đấy, là mấy cái đồ kiểu như là két sắt này, máy móc, thiết bị điện tử các thứ là bọn em hay động chân động tay lắm. Ừ. Vâng, thì thợ sửa mà sếp, thợ cơ khí, bệnh nghề nghiệp. Sếp thì bây đó. Giờ nhá, em bảo thế sếp điều ngay một anh cảnh sát ra cái tạp hóa đấy. Sếp kiểm tra cả đường ống nước luôn. Đảm bảo có cả dấu vân tay của em ở dưới đấy luôn. Em sửa cả cái ống nước ở dưới, cả toàn bộ hệ thống ở dưới đấy luôn đấy mà. Tôi không biết nhưng mà bây giờ thì vân tay của anh á rơi vãi rất là nhiều ở cái tạp hóa đó, thì tôi không biết anh làm gì ở tạp hóa đó, thì chúng tôi sẽ điều tra thêm. Vâng, bởi vì là bây giờ sếp nhìn đấy, tầm này công ty em có mỗi mình em làm việc thì em sẽ phải đi mua đồ các thứ cho công ty hết à. Thì xong rồi chắc là nó cũng lưu lại những cái dấu vân tay ở những cái chỗ không nên kiểu đáng lưu thôi sếp ạ. Thì chắc là hiểu nhầm gì đấy thôi, thì các sếp cứ điều tra kỹ thêm đi. Thôi được rồi. Bác Thanh giao lại vân tay. Thôi giao lại làm gì, thôi giữ luôn đi.
vân tay em, vân tay của em là hôm trước là em mới lấy rồi đấy. Mình điều tra thêm. Dạ dạ. Tại vì tôi không biết anh là trong thời gian đó có ở gara không thì tôi mọi người điều tra coi cái anh này trong cái thời gian mà cướp tạp hóa lúc nãy là anh này có ở gara không. Làm từ chiều đến giờ mẹ không kịp thở. Trong cái thời gian đó là anh đang ở đâu đấy? Em đang đi sửa xe, đang đi ship bộ. Tầm 15 phút thôi. Em đi ship bộ dụng cụ sửa chữa. Ship cho ai? Cho nhân viên bên em là Bún. Thư ký. Chắc không? Em còn đi độ cả con xe kia kìa. Em còn đi độ cả con xe kia xong cho em về sửa xe các thứ. Đó, anh có chắc không? Anh chắc chưa? Tôi chắc mà Bún nó còn qua cả bên độ xe nó lấy cái bộ sửa chữa. Rồi, của tôi. Thở ra Bún đi. Anh cứ gọi cho Bún xem có đúng là Bún qua lấy bộ sửa chữa không? Gặp tôi không? Anh lại còn hỏi tôi anh chắc không? Không, tôi biết Bún nó thông minh lắm. Bún chắc chắn là một đứa thông minh. Và nó sẽ biết cách nói như thế nào. Các bạn đừng có lo. Này, sếp ơi. Tình hình là sao? Bố mình là tội phạm bây giờ thấy đông nhiều quá đúng không? Tôi không biết là từ ngày á mà cái anh thị trưởng nó cập nhật với cái lồng đèn á bắt đầu là có nhiều chuyện xảy ra. Tôi rất là mệt biết không? Thì bình thường là thấy sếp hơi bực mình cái anh thị trưởng nó rảnh rỗi quá không có việc gì làm nữa, anh thị trưởng là tạo thêm công an việc làm cho sếp thôi. Nhóm cướp này nó cũng lạ, nó không hiểu tại sao không biết mang lồng đèn đi chơi bơ va bơ vẩn. Vâng. Nhưng mà vấn đề là các anh điều tra là các anh phải gọi cả cái người đấy lên đây đối chứng với tôi. Như bây giờ ví dụ như kiểu anh Mát Thanh anh ra ngoài anh ấy gọi xong anh bảo là bây giờ ê, mày cứ dí là thằng tội phạm ở trong đồn này mày cứ dí nó đi. Mày bảo là mày không lấy cái gì cả thế là anh ấy vào anh ấy bảo em là người ta không có nhận gì cả thế là em cũng chịu à sếp. Đúng không? Điều tra là phải minh bạch. Anh thế tôi hỏi anh là anh đã từng vê qua cái đấm két sắt cái tạp hóa chưa? Cái tạp hóa đấy là tất cả những cái thiết bị trong cái tạp hóa đấy là rồi là đồ ăn đồ uống trong đấy là bọn em vê hết. Bởi vì bọn em thường là đi xem đồ bọn em phải cầm đồ lên bọn em kiểm tra mà. Thế anh có chuyên nghiệp về cái vấn đề vê đấm đó không? Em không, vê núm là như nào sếp? Chưa nghe bao giờ luôn á. Ở cái két sắt ở những cái tạp hóa là nó có một cái két sắt dùng cái dùng tay để vê những cái đấm đó để cho nó mở cái két sắt ra. Ơ, ui, sếp nói rồi em biết đấy. Tại vì ở trên cái két sắt đó nó như vậy. Thì em đi thử, sếp nói rồi em mới biết đấy. Em vừa mới hỏi rồi sếp. Sao anh? Là Bún vừa mới nhận mới đây thôi chứ không phải cách đây 15 phút. Kìa, anh đây. Mới đây thì là khoảng 5-10 phút còn gì nữa. 10-15 phút còn gì nữa anh trai. Nghĩa là chỉ vào cái thời điểm. Thế thời điểm trước khi anh đưa... Đây, trước khi anh đưa cho em chỉ có loanh quanh ở gara thôi, em chỉ có loanh quanh ở gara chế bộ sửa chữa với lại cả sửa xe cho khách thôi. Có ai làm chứng không? Có mấy khách đến sửa xe thì em không biết tên, bởi vì họ đến tận gara họ sửa xe em không có hỏi tên họ, em sửa xong em đi luôn. Đấy, còn độ xe là có Ngô Bá Hải là làm chứng cho em từ chiều đến giờ luôn ạ sếp ạ. Không thì các sếp cứ điều tra đi, bây giờ em về em sửa xe đã mất thời gian của em quá. Thôi được rồi, anh vâng. Đi về sửa xe để vâng, chúng tôi sẽ điều em tra về thêm. Em sửa xe các sếp cứ điều tra thêm đi. Em đi cùng với lại cả mấy anh em bên gara mà chẳng có ai cả. Có mỗi thằng Haki nó đi kéo xe bây giờ không có khách, không có người sửa đây này. Rồi, được rồi. Dạ, dạ. Thế em cảm ơn hai sếp nhá. Được rồi, anh về dạ, đây. Dạ, dạ, vâng. Em cảm ơn sếp.